Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Bảo tàng Sơn Hải của tác giả Đạo Môn Lão Cửu. Tập 36. Chương 351. Đây là quan tài mẹ con. Đội trưởng Bạch nói một câu rồi lập tức bước lên trước giúp đỡ Lão Yên. Vừa rồi Thương Thần cũng đã nổ súng. Bây giờ anh ta lại càng dùng hết hỏa lực đánh yểm trợ cho đội trưởng Bạch. Tôi và Nha Tử thấy vậy thì cũng lấy súng ra nổ súng về phía hai con cương thi kia. Nhất thời bên trong mộ thất, tiếng súng vang khắp nơi. Giáo sư Hứa sợ liên lụy chúng tôi nên kéo theo Dược Quán Tử lùi lại phía sau mấy bước. Vừa lùi lại vừa nói, quan tài mẹ con được hình thành rất đặc biệt. Con cương thi con này phải được sinh ra bên trong quan tài. Sau khi mẹ nó được hạ táng thì mới được. Sau khi sinh ra bởi vì không được cứu kịp thời, vì để sống tiếp, cương thi con còn sống sẽ lấy xương máu của cơ thể mẹ mà sống, cho đến khi hoàn toàn chết đi. Vì vậy cương thi con cũng được gọi là thai máu, vô cùng hung ác. Thầy xác định cái thứ này là nữ sao? Nha Tử rất giỏi trong việc làm lệch hướng chủ đề, rồi tìm tới một góc độ rất kỳ lạ khác. Cho dù tầm nhìn của mọi người chủ yếu dừng trên người hai con cương thi, nhưng cũng không để lỡ mất vẻ mặt nhăn nhó lúc đó của giáo sư Hứa. Nhìn ra được ông ấy rất muốn dạy dỗ Nha Tử một trận, nhưng bởi vì thời cơ không đúng, nên chỉ đành ép mình nuốt trở lại. Một lúc lâu sau mới sầm mặt tiếp tục giải thích. Cương thi thành hình trong quan tài mẹ con khác với cương thi bình thường. Ý thức tự bảo vệ mình của chúng nó vô cùng mạnh. Hễ có người xông vào địa bàn của bọn nó, vậy cho dù là kéo nhau cùng chết bọn nó cũng muốn cho những người này biết tay. Nhưng mà bởi vì khi cương thi con sinh ra, cơ thể mẹ vẫn còn có cảm giác ở một mức độ nhất định. Nó có thể cảm nhận được cương thi con sẽ cùng chết với nó ở trong quan tài. Vì vậy oán khí cũng vô cùng nặng. Trong khoảng thời gian giáo sư Hứa giải thích, đội trưởng Bạch đã xông tới trước mặt Lão Yên. Vừa thấy có người tới cứu Lão Yên, cương thi lớn ôm theo cương thi con nhảy ra khỏi quan tài, ném cương thi con về phía đội trưởng Bạch. Đội trưởng Bạch nhanh chóng nghiêng về phía sau. Sau đó rời chân, trực tiếp sượt sát qua vai với cương thi con, đồng thời mấy cây ngân châm trên tay cũng nhanh chóng được phóng ra, trực tiếp ghim lên trên người con cương thi lớn. Động tác của bà ấy vô cùng nhanh, sau khi ngân châm bay ra thì cũng chẳng nhìn lại, trực tiếp bước lên trước kéo Lão Yên dậy rồi chạy trở lại. Cương thi con rít lên một tiếng rồi nhào về phía đội trưởng Bạch, lại bị Thương Thần bắn một phát vào đầu, lập tức bổ nhào về phía trước. Lần này quả thật đã chọc phải tổ ong vỏ vẽ, cương thi lớn vừa rồi còn bị ngân châm đâm cho không thể động đậy, không biết đã dùng phương pháp nào mà lại thoát được khỏi sự khống chế của ngân châm, đón vững lấy cương thi con, sau đó cào về phía Thương Thần. Vì để bắn trúng bọn nó dễ dàng hơn nên vừa rồi Thương Thần vẫn luôn không ngừng di chuyển, không biết từ lúc nào anh ta đã cách bọn nó không xa, bị một cào của cương thi lớn đó cào trúng cánh tay. Lập tức đổ máu. Dược Quán Tử, xem thử cho Tiểu Yên trước đã. Đội trưởng Bạch vừa kéo Lão Yên trở lại, vừa thấy cảnh này thì chỉ kịp ném Lão Yên tới trước mặt Dược Quán Tử, sau đó lại xoay người đi cứu Thương Thần. Tôi vừa thấy tình huống như vậy thì dặn dò Nha Tử tiếp tục nổ súng, sau đó đeo súng lục lại bên hông, rút dao găm ra tiến lên giúp đỡ đội trưởng Bạch. Đội trưởng Bạch thấy tôi lên theo thì hét lên một câu bảo tôi đừng làm loạn. Tôi không để ý tới bà ấy. Mặc dù bà ấy không nói, nhưng tôi nhìn ra được, vừa rồi bà ấy không hoàn toàn tránh thoát được con cương thi con kia, mà cũng bị cương thi con cào một cái ở trên eo, sau đó đã trực tiếp đi đối phó cương thi lớn, bây giờ lại để bà ấy lên tiếp thì sẽ hoàn toàn không có phần thắng. Sau khi Thương Thần bị cào thì cũng phản ứng vô cùng nhanh chóng, anh ta trực tiếp thu súng lại, rút ra một thứ giống như là dây kẽm ở trên eo quấn lên trên tay của cương thi lớn. Lúc chúng tôi xông tới, dây kẽm của anh ta cũng đúng lúc đang buộc vào tay của cương thi lớn. Chỉ thấy con cương thi đó giống như gặp phải khắc tinh vậy, nhanh chóng thu tay trở lại, rồi tóm lấy cương thi con ở bên cạnh lùi lại bên quan tài, đứng song song với chúng tôi. Cái này của anh là gì vậy? Lão Yên kinh ngạc nói. Thương Thần cười ha ha, bán thành phẩm của tôi, dự định sau khi hoàn thành thì dùng trong súng lục. Ha ha, bây giờ cho bọn nó nếm thử một chút trước. Ánh mắt khi nhìn Thương Thần của tôi đã thay đổi,
Nếu như chỉ có kỹ thuật bắn súng tốt thì không chừng còn có người có thể tiếp nhận ban của anh ta. Nhưng nếu như còn có thể tự nghiên cứu ra mấy thứ đạn có thể đối phó với cương thi, vậy có lẽ anh ta muốn tìm một học trò thì thật sự rất khó. Lão Yên cũng rất bái phục mà nhìn Thương Thần, tay nghề này của cậu lại giỏi lên rồi. Đương nhiên, vậy nên anh phải tìm cho tôi một học trò có tư chất cao, nếu không tay nghề này sẽ không còn đâu. Thương Thần nói một câu đùa nửa thật nửa giả. Lão Yên luôn miệng đồng ý, nói đợi sau khi xong chuyến này trở về, sẽ bảo tất cả người của 701 đều đi thử, xem có ai có thể phù hợp với yêu cầu của anh ta không. Thương Thần nói, tôi sẽ coi là thật đấy, tới lúc đó anh phải để tôi tùy ý lựa chọn. Được, cậu muốn chọn ai? Lão Yên cũng đồng ý một cách sảng khoái. Thương Thần duỗi tay chỉ về phía tôi, để thằng nhóc này thử xem, tôi cảm thấy cậu ấy có thể. Tôi bị điểm danh mà đầu đầy hoang mang, không biết anh ta thấy được từ đâu là tôi có thể. Thế là lập tức liên tục xua tay nói, anh đừng nói đùa, tôi đâu biết chế tạo ra đạn như thế này đâu. Chương 352. Nói thật, tôi không hiểu tại sao anh ta lại xem trọng tôi. Đây đã là lần thứ hai anh ta tỏ ý muốn tôi làm học trò của anh ta rồi. Cái đấy thì chưa chắc, nhóc à, cậu đừng coi nhẹ chính mình. Tôi thường nghe Lão Yên nhắc tới, cậu, người có thể làm anh ta nhớ mãi không quên thì nhất định là một mầm non tốt. Thương Thần nói rồi nhìn về phía Lão Yên, anh sẽ không nỡ chứ. Lão Yên nhìn tôi một cái, sau đó cười ha ha nói, nếu như cậu ấy thật sự được thì tôi có gì mà không nỡ chứ. Bản lĩnh đó của cậu ngay cả tôi cũng muốn học nữa là. Hai người các cậu im miệng. Đội trưởng Bạch đột nhiên hô lên một câu. Mấy người Lão Yên sững sờ. Lúc này mới phát hiện ra lúc hai người bọn họ đang nói đùa. Không biết từ lúc nào hai con cương thi kia đã đi tới góc đông nam của mộ thất, thổi một hơi vào cây nến kia. Lão Yên nói, bọn nó không có hơi, không thổi tắt được. Nhưng mà ngọn nến đó lại vô cùng không cho ông ấy mặt mũi. Khi lời của ông ấy vừa dứt, cây nến kia xì một tiếng tắt ngòm. Đội trưởng Bạch lẩm bẩm nói, người chết có khí, đây là điềm báo đại hung. Lúc bà ấy còn chưa nói thì tôi đã cầm súng trong tay, đồng thời cũng lập tức lấy từ trong ba lô ra mấy cái khăn tay, dùng nước nhúng ướt, sau đó chia cho một người một cái nói, che miệng mũi lại. Tôi đã từng nhìn thấy một đoạn ghi chép trong quyển thất sát của, là tổ tiên không biết ở đời nào của tôi dẫn theo một đội ngũ đi vào một ngôi mộ cổ không biết tên, gặp phải một con cương thi có khí. Kết quả trong cả đội ngũ, ngoại trừ đội trưởng đã hoạt động mười mấy năm trong nghề trộm mộ này chạy thoát ra được, tất cả những người khác đều vùi thân bên trong mộ. Mà vị đội trưởng chạy thoát ra này, cũng chính là ông cố của tôi cũng toàn thân nhiễm kịch độc, cho dù sau khi ra ngoài đã tìm bác sĩ trị liệu, ngày nào cũng dùng nước ngâm gạo nếp để tắm, thì cũng chỉ kéo dài hơi tàn được nửa năm rồi cưỡi hạc về Tây Thiên. Vì vậy, ông đã ghi chép lại chuyện này trong, nhắc nhở thế hệ sau, gặp phải loại cương thi như thế này. Nếu không có thuốc giải độc đặc hiệu thì nhất định không được cứng đối cứng. Khác với loại hoạt thi như tàm tùng, loại cương thi mang theo khí này là bởi vì hơi thở cuối cùng trước khi chết bị bí pháp phong giữ lại bên trong ngực. Nên đợi sau khi chân chính trở thành cương thi, bọn nó sẽ có nhiều hơn một hơi thở so với những cương thi khác. Mà hơi thở bọn nó có thêm này lại mang theo kịch độc. Bởi vì kịch độc này, cho dù lực tấn công của bọn nó không mạnh, thì cũng có dễ dàng hủy diệt cả một đội trộm mộ. Dù sao bên trong cổ mộ không khí thường không lưu thông, vốn đã có độc tính ở một mức độ nhất định rồi. Sau khi chúng độc nếu như không kịp thời thông gió và trị liệu, về cơ bản là không ai có thể chạy thoát được. Dược quán tử, mau nghĩ biện pháp đi. Tôi vội vàng nghiêng đầu hét lên. Cho dù tôi đã vô cùng kịp thời để mọi người dùng vải bịt miệng lại, nhưng vẫn cảm thấy cổ họng ngứa ngáy, rõ ràng chính là dấu hiệu có khí độc xâm nhập vào. Dược quán tử ừ một tiếng, sau đó bảo chúng tôi đi qua. Tôi không biết gì cho nên đi qua, thì thấy ông ấy nhanh tay nhanh mắt lấy mất mảnh khăn trên tay tôi. Một luồng khí độc nồng nặc chui vào trong cổ họng. Tôi không nhịn được mà bắt đầu ho kịch liệt. Ông làm gì vậy? Đừng nói chuyện. Vẻ mặt dược quán tử nghiêm túc, nhưng giọng điệu lại vô cùng dịu dàng. Tâm trạng của tôi được vỗ về một cách khó hiểu. Sau đó tôi ngậm miệng, cố gắng không phát ra bất kỳ âm thanh gì nữa. Dược quán tử khen ngợi nhìn tôi, sau đó nhanh chóng dặn dò những người khác, các cậu cố gắng ngăn cản cương thi, nhưng cũng cố gắng hoạt động ít một chút, phòng ngừa máu lưu động quá nhanh sẽ làm độc tố tăng nhanh tốc độ tiến vào cơ thể.
Tôi và Trường An sẽ cố hết sức nhanh chóng làm ra thuốc giải độc, cho tôi chút thời gian. Nghe ông ấy nói vậy tôi mới biết, ông ấy đang lấy tôi làm vật thí nghiệm, nhưng mà nhìn chung thì quả thật ở quanh đây tôi là người thích hợp nhất. Tôi trẻ tuổi khỏe mạnh, cho dù bị độc tố xâm nhập thì thời gian chống đỡ được cũng dài hơn một chút. Ông lấy tôi làm vật thí nghiệm thì tôi không có ý kiến gì, nhưng mà... Sau này mọi người có thể nói trước cho tôi một tiếng được không? Tôi có chút bất lực nói. Mấy người này sao ai cũng trước khi bẫy tôi đều không ới lấy một tiếng vậy? Dược quán tử à một tiếng, há miệng, đừng nói gì nữa. Đừng có mà chết mất trước khi tôi nghiên cứu ra thuốc giải. Nhìn dáng vẻ mang gương mặt dịu dàng mà nói ra hai chữ chết mất của ông ấy, tôi có hơi không tiếp thu nổi, nhưng mà cũng ngoan ngoãn mà làm theo lời của ông ấy. Chỉ thấy ông ấy nhanh chóng lấy từ trong ba lô ra một cây tăm bông, đưa vào trong cổ họng tôi hơi cọ, chọc tới tôi suýt nữa là nôn ra. Đừng động, nhịn lại. Hiển nhiên dược quán tử biết được phản ứng của tôi, lập tức dùng tăm bông ép vào cổ họng tôi, ngăn chặn tôi nôn ra ngoài. Cũng may là không tới mấy giây ông ấy đã thu tăm bông lại, sau đó lau nước bọt và dịch sệt dính trên đó lên một tấm kính mỏng, rồi lấy ra một cái kính hiển vi cỡ nhỏ bắt đầu nghiên cứu. Tôi nhìn thấy kính hiển vi thì không khỏi kinh ngạc, thứ này tôi chỉ từng nhìn thấy ở trong sách, là đồ mới xuất hiện, bây giờ cũng chỉ dùng để quốc gia nghiên cứu, trong dân gian hoàn toàn không có. Nhưng mà nghĩ tới địa vị đặc biệt của 701, tôi cũng hiểu được. Nhất định là trong ngành còn có rất nhiều thứ tương tự như cái này. Các bạn đang nghe chuyện Bảo tàng Sơn Hải của tác giả Đạo Môn Lão Cửu tại Thư viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 353. Dược quán tử nhìn dáng vẻ tò mò của tôi thì không khỏi vừa nghiên cứu thuốc giải vừa nói, đợi ra khỏi mộ rồi thì cho cậu xem thử. Coi như là thù lao lấy cậu làm thí nghiệm. Tôi gật đầu lia lịa, phấn khởi muốn nói cái gì đó. Nhưng dược quán tử đã ra dấu tay bảo tôi đừng có lên tiếng. Thế là tôi lập tức kìm nén lời muốn nói lại. Mà lúc này, mấy người lão yên bên kia cũng đã động đậy. Dường như hai con cương thi kia cũng nhìn ra chúng tôi sợ khí mà bọn nó thổi ra. Thế là không ngừng hà hơi, ra bên ngoài, cũng không lại gần chúng tôi. Mắt thấy nồng độ của khí độc trong không khí càng ngày càng cao. Đội trưởng Bạch và Lão Yên đồng thời ra tay. Bọn họ thắt nút mảnh khăn ở sau đầu, một người cầm súng, người còn lại cầm ngân châm đánh bọc sườn từ hai bên trái phải của cương thi. Hiển nhiên con cương thi lớn cũng nhận ra được nguy hiểm. Nó ôm lấy cương thi con rời khỏi chỗ cây nến, nhìn dáng vẻ đó hẳn là đang muốn lui lại vào trong quan tài. Mấy người Lão Yên cũng không phải là muốn bắt chúng nó lại. Với tình hình bây giờ thì hai con cương thi này đừng nhả khí độc ra nữa là được. Trong lúc hai bên giằng co, dược quán tử đã dùng kính hiển vi quan sát xong, sau đó thì nhét cho tôi một viên thuốc màu đen xì, thuốc giải độc cơ bản nhất, không có tác dụng gì lớn với loại độc này, nhưng ít nhiều gì cũng có thể trì hoãn được một thời gian, cậu ăn trước đi để áp chế một chút. Lồng ngực tôi ngột ngạt, đã có hơi khó chịu, không đợi ông ấy nói xong tôi đã trực tiếp nhét thuốc vào trong miệng. Sau khi hơi thuyên giảm một chút tôi mới chú ý tới tình hình bên kia của mấy người lão yên. Hai con cương thi này không ngốc, nhìn thấy mấy người lão yên không tấn công chính diện bọn nó thì biết được là chúng tôi đang kéo dài thời gian. Thế là nó muốn đột phá phòng tuyến của lão yên và đội trưởng Bạch, trực tiếp tấn công dược quán tử. Ai cũng biết bây giờ dược quán tử chính là cọng rơm cứu mạng của chúng tôi. Mặc dù sắc mặt của nha tử và thương thần đã có hơi khó coi, nhưng vẫn nâng súng lên xông qua. Nhưng không biết có phải do khí độc quá nồng hay không mà nhiều người như vậy cũng không ngăn cản được hai con cương thi này. Mắt thấy bọn nó đã sắp tới, tôi trực tiếp chắn ở phía trước dược quán tử, định thay ông ấy ngăn lại lần tấn công này. Nhưng không đợi cương thi đi tới, nha tử đã tháo kính mắt xuống một lần nữa. Mặc dù giáo sư Hứa và lão Yên không muốn, nhưng lúc này cũng không có cách nào ngăn cản. Bởi vì nếu như anh ta không ra tay, một khi dược quán tử xảy ra chuyện, chúng tôi đều sẽ không thoát được. Sau khi nha tử tháo mắt kính xuống, dường như ảnh hưởng của khí độc với anh ta cũng nhẹ hơn một ít. Lần này thứ anh ta lấy ra không phải là bút dao kim cương, mà là một đồng tiền đồng màu đen có khắc hoa văn kỳ lạ. Đừng! Lão Yên chỉ kịp hô lên một chữ thì nha tử đã tới gần hai con cương thi kia. Anh ta duỗi tay ra dán đồng tiền đồng này lên trán con cương thi nhỏ, đồng thời dùng hai ngón tay ấn giữ. Mặc cho con cương thi lớn gần như đã bẻ cánh tay của mình tới biến dạng,
anh ta cũng không buông ra. Mắt giáo sư Hứa đột nhiên đỏ lên, quay đầu đi không nhìn Nhã Tử nữa. Lão Yên lại mang vẻ mặt lo lắng nhìn đôi thầy trò này, sau đó thu ánh mắt lại, cùng đội trưởng Bạch một trước một sau xông về phía con cương thi lớn. Ngân châm của đội trưởng Bạch nhanh chóng được phi ra, phong bế mệnh môn của cương thi lớn. Lão Yên ở phía sau bà ấy lấy ra một lá bùa, cắn rách ngón tay giữa rồi dùng máu vẽ qua loa lên trên tờ giấy bùa, sau đó thì trực tiếp dán lên trán của con cương thi lớn. Động tác của cương thi lớn cứng đờ lại, móng vuốt đang vặn cánh tay của Nha Tử cũng buông lỏng ra. Nha Tử thuận lợi khảm đồng tiền đồng đó lên trán của cương thi con, chỉ thấy cương thi con rít lên mấy tiếng, sau đó vậy mà trực tiếp hóa thành một bãi nước đen. Mà tôi còn chưa kịp vui mừng, đã nhìn thấy Nha Tử liên tục lùi về sau mấy bước, phun ra mấy ngụm máu, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, sau đó thì cứ thế mà trực tiếp hôn mê. Gào. Cương thi lớn thấy cương thi con biến mất thì vùng vẫy muốn đột phá khỏi vòng vây, nhưng mà Lão Yên lại đột nhiên ra tay. Ông ấy trực tiếp rút dao găm ra đâm thẳng vào ngực mình, rồi dùng máu trong ngực nhanh chóng vẽ mấy đường hoa văn phức tạp lên trên đầu con cương thi lớn. Thân thể vừa rồi còn muốn vùng vẫy của cương thi lớn lại lần nữa trở nên cứng nhắc. Sau đó Lão Yên lấy từ trong ngực ra một sợi dây thừng màu đen, trói cứng nó lại, rồi trực tiếp ấn vào trong quan tài đen. Giáo sư Hứa kéo lấy Dược Quán Tử, mau, xem cho Nha Tử. Dược Quán Tử đang vùi đầu vào một đống chai chai lọ lọ. Nghe thấy câu này, ông ấy cũng chẳng ngẩng đầu lên mà lựa từ trong đó ra một cái lọ đưa cho giáo sư Hứa, cho cậu ta chống đỡ trước đã, thuốc giải quan trọng hơn. Giáo sư Hứa đỏ mắt, dáng vẻ đó hiển nhiên là muốn bảo Dược Quán Tử đi chữa trị cho Nha Tử trước, nhưng mà ông ấy cũng biết nặng nhẹ, cuối cùng chỉ đành cầm lấy chiếc bình đó, cứng rắn rót thuốc dạng lỏng bên trong đó vào miệng của Nha Tử. Sau khi rót thuốc xong, sắc mặt của Nha Tử hơi hồng lại một chút, nhưng vẫn còn hôn mê. Giáo sư Hứa gọi anh ta mấy tiếng, anh ta không có chút phản ứng nào, giống như là đang nằm ngủ vậy. Giáo sư Hứa lo lắng tới quay vòng vòng, nhưng Dược Quán Tử đã không rảnh quan tâm ông ấy nữa, một lòng chỉ muốn nhanh chóng nghiên cứu ra được thuốc giải. Tôi cảm thấy hy vọng rất mong manh, không nói tới nghiên cứu thuốc giải phải cần có thời gian, chỉ nói tới điều kiện bây giờ cũng đã không cho phép. Dẫu sao thuốc men Dược Quán Tử mang theo khi đi cũng không nhiều, lỡ đâu không có vật liệu cần thiết của thuốc giải, thì cho dù ông ấy có là thần y thì cũng phải bó tay. Chương 354. Bên này, đội trưởng Bạch và Thương Thần đã đỡ Lão Yên đi qua. Dược Quán Tử nâng mắt lên nhìn một cái, rồi trực tiếp ném qua cho ông ấy một bình thuốc cầm máu, sau đó nói, mọi người uống thuốc giải độc bình thường trước đi, đừng quấy rầy tôi. Vừa nói ông ấy vừa ném một bình thuốc giải độc cho Lão Yên, sau đó không nói gì nữa. Mỗi người đều uống một viên thuốc giải độc, sau khi hơi thuyên giảm một chút thì mọi người ngồi ở bên cạnh nghỉ ngơi. Chúng tôi nhìn nhau một cái, tôi vô cùng tò mò về đồng tiền đồng mà Nha Tử sử dụng và hành động lấy máu đầu tim của Lão Yên. Nhưng bây giờ không ai dám nói chuyện, chỉ sợ độc tố sẽ lan tràn nhanh chóng. Bầu không khí bên trong mộ thất nặng nề, chỉ có Dược Quán Tử đang nghiên cứu thuốc giải là phát ra tiếng động đinh đinh đang đang. Chỉ thấy ông ấy lúc thì nhíu chặt mày, lúc thì lại giãn ra, tâm trạng của chúng tôi cũng lên lên xuống xuống theo vẻ mặt của ông ấy. Trường An, thử đi. Không biết qua bao lâu, lúc tôi cảm thấy mình đã sắp hôn mê rồi thì mới nghe thấy giọng nói của Dược Quán Tử. Tôi cũng không nghe rõ ông ấy đang nói cái gì, chỉ mơ hồ nhìn thấy ông ấy đưa tới một thứ như bột nhão. Tôi cũng không nghĩ nhiều, nhận lấy rồi cho vào trong miệng. Sau đó tôi đã hối hận rồi, bởi vì tôi chỉ cảm thấy toàn thân giống như đang bị đốt cháy vậy. Nóng tới tôi vô cùng khó chịu nhưng lại không có một biện pháp nào. Thần trí vốn đang mơ mơ hồ hồ bỗng nhiên tỉnh táo trở lại. Ông cho tôi ăn. Ăn cái gì vậy? Thuốc giải. Dược Quán Tử mặt không đỏ tim không đập nhanh nói. Tôi còn muốn chất vấn ông ấy mấy câu, nhưng lại khó chịu tới mức không nói nên lời. Chỉ đành oán thầm ở trong lòng. Đây thật sự là thuốc giải mà không phải là thuốc độc à? Tôi nắm cổ họng, chỉ muốn nhổ cái gọi là thuốc giải này ra ngoài. Nhưng thứ này vào miệng thì lập tức tan ra. Tôi nôn khan một lúc lâu cũng chỉ làm mình càng khó chịu hơn. Chẳng có chút hiệu quả nào cả. Tôi hét to ra tiếng, cũng chẳng nhìn trước mặt là cái gì đã trực tiếp duỗi tay ra tóm lấy. Trường An, mau buông tay ra.
Một tiếng quát lạnh lùng truyền tới. Tôi mở mắt nhìn qua thì thấy lão Yên đang nhìn chằm chằm vào tôi, lại còn mang theo nước mắt. Tôi bị ông ấy dọa sợ, lập tức buông lỏng tay ra. Bây giờ tôi mới phát hiện vậy mà tôi đang tóm lấy Dược Quán Tử. Ông ấy bị tôi siết tới sắc mặt tím đen. Tôi vừa buông tay ra, ông ấy đã sụi lơ ngã trên mặt đất, ho khan kịch liệt, cứ như là muốn ho cả phổi ra ngoài vậy. Tôi nhìn hai tay của mình, xem nhẹ sự khó chịu trên người, nhìn Dược Quán Tử lúc nào cũng có thể tắt thở mà tự lẩm bẩm không dám tin. Vậy mà tôi lại ra tay với đồng đội. Đây là cấm kỵ của tôi. Từ sau khi ra khỏi Cổ Quốc Trường Dạ, tôi đã tự nói với chính mình, cho dù như thế nào thì tôi cũng phải tin tưởng đồng đội, không thể ra tay với đồng đội. Nhưng chỉ bởi vì thuốc giải Dược Quán Tử đưa đôi có phản ứng mạnh, tôi lại ra tay với ông ấy. Lão Yên vỗ bả vai tôi, nhưng ông ấy có hơi yếu ớt. Tôi lập tức tỉnh táo lại, bọn họ đều còn đang trúng độc, mà Dược Quán Tử dùng tôi làm thí nghiệm cũng là chuyện tôi đã đồng ý. Thế là tôi lập tức càng áy náy hơn. Dược Quán Tử ho khoảng một phút rồi mới hòa hoãn lại, chỉ thấy ông ấy nở nụ cười nhẹ, cũng không nhắc tới chuyện tôi bóp ông ấy. Bây giờ cậu cảm thấy thế nào? Thấy dáng vẻ đó của ông ấy, trong lòng tôi cảm thấy rất không tốt, nhưng thấy ông ấy mở miệng muốn an ủi tôi lập tức đáp lại, hình như là tốt hơn rồi. Lời này cũng không phải là lừa ông ấy, trừ lúc ban đầu khó chịu như thiêu như đốt ra thì bây giờ đã ổn hơn rất nhiều. Ngay cả sự khô khốc trong cổ họng cũng đã tốt hơn rất nhiều. Dược Quán Tử gật đầu, vậy là được rồi. Mặc dù tác dụng hơi mạnh một chút, nhưng bây giờ tôi cũng không còn cách nào khác. Mọi người dùng tạm một chút. Nói gì vậy chứ? Lấy Yên nói nhỏ một câu, sau đó cầm lấy cái lọ Dược Quán Tử đựng thuốc giải, lần lượt đút cho những người khác. Những người khác thì còn ổn, khi đút tới Nha Tử thì lại gặp khó khăn, bởi vì anh ta vẫn đang hôn mê. Thuốc này lại ở trong trạng thái đặc sánh, hoàn toàn không có cách nào cưỡng ép rót vào được. Giáo sư Hứa khó chịu nhìn Nha Tử, một lúc lâu sau cũng không nói ra được một câu nào. Để tôi xem thử. Dược Quán Tử nói, nhìn ông ấy vô cùng yếu ớt, sắc mặt đã gần như trong suốt, nhưng mà vẫn cố gắng chống đỡ đi về phía Nha Tử. Mặc dù giáo sư Hứa lo lắng cho Nha Tử, nhưng cũng biết tình hình của Dược Quán Tử, vì vậy vội vàng lắc đầu nói, cậu nghỉ một lát trước đi, Nha Tử nó. Là vì đã dùng thứ kia, mặc dù tổn thương lớn, nhưng tạm thời sẽ không có chuyện gì đâu. Tôi đã được giải độc, vừa nghe thấy thứ đó thì hỏi, là đồng tiền đồng đó sao? Đó là thứ liền mệnh với Nha Tử, vậy mà nó cứ thế mà dùng mất rồi. Giáo sư Hứa vô cùng đau lòng nói. Tôi nghe vậy thì lập tức buột miệng nói ra, cái đó sẽ không phải là thế thân chứ. Nghe đồn trong ngành trộm mộ này có một loại đồ vật vô cùng lợi hại, cái đó có thể lấy vật thay thế cho mạng người. Nếu như bị người khác làm bị thương, cái thứ liền mệnh này sẽ cản lại một kiếp thay cho chủ nhân. Nhưng nếu như bạn muốn hại người khác, bạn cũng có thể đặt thứ này lên trên người kẻ địch, sau đó tự bạo. Dưới tình huống đó, thương thế mà chủ nhân phải chịu sẽ nhẹ hơn kẻ địch, nhưng cái giá phải trả cũng không hề nhỏ. Dù sao cái thứ trái với đạo trời này, khi dùng đương nhiên sẽ phải trả giá một chút gì đó. Các bạn đang nghe chuyện Bảo tàng Sơn Hải của tác giả Đạo Môn Lão Cửu tại Thư viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 355. Loại đồ thế thân này dùng máu tươi của chủ nhân kết hợp với chú thuật cổ xưa trải qua 7-7-4-9 ngày để tạo thành. Tỷ lệ thành công cực thấp, có khi hao tốn mất mấy năm cũng chưa chắc sẽ tạo ra được một cái dùng được. Không ngờ tới vậy mà Nha Tử lại có cái này, lại càng không ngờ tới vậy mà anh ta sẽ sử dụng nó dưới tình huống như này. Cương thi còn hóa thành bãi nước đen dưới sự tấn công của đồng tiền đồng. Như vậy Nha Tử cũng sẽ mất đi nửa cái mạng, lại cộng thêm cả khí độc kia. Nếu như không kịp thời xử lý, sợ là sẽ lành ít dữ nhiều. Xem ra sở dĩ giáo sư Hứa ngăn cản Dược Quán Tử lại, không phải là bởi vì Nha Tử không có chuyện gì, mà là bởi vì Dược Quán Tử đã nỏ mạnh hết đà. Lúc này lại ra tay nữa, thân thể của ông ấy cũng sẽ không chịu nổi. Lão Yên thở dài nói, thằng nhóc Nha Tử này từ nhỏ đã chịu rất nhiều cực khổ. Lúc đầu khi năng lực của cậu ta chưa được kích phát, cũng chỉ có trí nhớ tốt để dựa vào. Trong ngành nguy hiểm như 701 này, ngày nào chết đi cũng không biết. Vì vậy tôi và Lão Hứa đã tốn sức ba bỏ chín châu làm ra cho cậu ta một đồng tiền đồng như vậy. Chính là sợ điều này, ai biết được.
Sau đó ông ấy tự trách nói nếu ông ấy dùng máu đầu tim sớm một chút thì tốt rồi. Mặc dù tổn thương cũng không nhỏ, nhưng cũng tốt hơn một chút so với loại dùng mạng đổi mạng này của nha tử. Máu đầu tim có thể đối phó với cương thi sao? Tôi không quá tin tưởng. Lão Yên ừ một tiếng, đây là tay nghề của Mô Kim hiệu úy, cậu không cần học cái này. Tôi gật đầu, sau đó nhìn về phía nha tử vẫn đang hôn mê, vậy bây giờ làm thế nào đây? Cứ để tôi xem thử đi. Cuối cùng Dược Quán Tử cũng chen vào nói, trước khi chúng tôi ngăn cản ông ấy đã cười nói, các cậu xem tôi thế này còn cứu được à? Để tôi cứ thế mà đi thì chẳng bằng cứu lấy nha tử, như vậy tôi đi rồi thì cũng sẽ cảm thấy an tâm hơn. Ông ấy vừa nói vậy tôi mới chú ý tới sắc mặt của ông ấy đã như giấy vàng, dáng vẻ rõ ràng là đã không ổn lắm rồi. Cậu, giáo sư Hứa nghẹn ngào không nói nên lời, quay lưng lại không nói gì nữa. Đoán chừng là ông ấy đã lâm vào tình cảnh khó cả đôi đường, một mặt muốn cứu nha tử, mặt còn lại cũng không hy vọng vì cứu nha tử mà mất đi mạng của Dược Quán Tử. Giọng điệu của Dược Quán Tử khó có khi mà nghiêm túc, đừng trì hoãn nữa, tự tôi có thể cảm nhận được. Các anh chuyển cậu ấy qua đây, đặt nằm ngang. Mọi người do dự một lúc lâu, cuối cùng vẫn làm theo lời của ông ấy. Giữa hai người, một người đã sắp chết và một người còn có cơ hội sống sót, ai cũng biết là nên chọn như thế nào. Chẳng qua nói cho cùng thì vẫn có chút không nhẫn tâm. Dược Quán Tử nửa ngồi trên mặt đất, mỗi một cử động đều khá tốn sức lực. Ông ấy vén mí mắt của nha tử lên, sau đó cười nói, đầu óc tôi đúng là hồ đồ rồi. Mắt của cậu ấy vốn không giống với người bình thường. Giáo sư Hứa, anh xem có muốn chữa luôn cả đôi mắt này của cậu ấy không? Trước đó không phải cậu nói là không thể chữa được à? Giáo sư Hứa hỏi. Dược Quán Tử lắc đầu, trước đó không thể, bây giờ có thể. Chúng tôi đều không nghe hiểu được ý của ông ấy, nhưng mà có thể trị khỏi được tâm bệnh của nha tử thì đương nhiên là tốt. Thế là bèn gật đầu. Dược Quán Tử lại nở nụ cười. Sau đó chỉ nhìn thấy ông ấy cầm dao găm lên cắt vào cổ tay của mình. Ông ấy hạ dao rất ác, chúng tôi vừa định ngăn cản, máu tươi đã chảy ra ngoài. Trước khi chúng tôi kịp nói gì ông ấy đã mở miệng nói, sở dĩ tôi được gọi là thần y là bởi vì thân thể này của tôi trái ngược hoàn toàn với côn bố máu toàn là độc. Máu của tôi vừa hay có thể trừ độc, vừa rồi vẫn kiên trì không dùng. Vốn là nghĩ rằng mình còn có thể sống tiếp được, nhưng bây giờ xem ra đã tới lúc này rồi. Ông ấy còn đang giải thích, nhưng mọi người nghe xong lại hoàn toàn không nói nên lời. Thời gian còn lại cũng không đủ để tôi nghiên cứu được tình hình của nha tử. Tạm thời để cậu ta uống máu của tôi. Độc tính trên người được giải rồi, đương nhiên mắt cũng sẽ tốt lên. Còn lại bao nhiêu cũng chỉ cần điều dưỡng cẩn thận một khoảng thời gian là được. Dược Quán Tử nói xong thì đưa cổ tay đang chảy máu tới bên miệng nha tử. Máu chảy vào bên miệng nha tử, anh ta như cảm nhận được mà bắt đầu mút vào. Sau đó sắc mặt của nha tử càng ngày càng hồng hào, sắc mặt của Dược Quán Tử lại càng ngày càng trắng bệch, đã trắng tới gần như trong suốt. Cảnh tượng này rơi vào mắt chúng tôi, làm chúng tôi đều đỏ vành mắt. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mặc dù nha tử còn chưa tỉnh lại, nhưng nhìn dáng vẻ đó rõ ràng là đã chuyển biến tốt hơn rất nhiều, mà Dược Quán Tử bên cạnh đã hơi thở mỏng manh. Giáo sư Hứa, sau khi giải độc xong có khả năng nha tử sẽ có một chút biến hóa, mọi người phải để tâm nhiều hơn. Ngoài ra, đừng nói với cậu ta là vì máu của tôi nên cậu ta mới được cứu. Vậy mà Dược Quán Tử nói lại không hề đứt quãng, trong lòng tôi biết ông ấy bây giờ là đang hồi quang phản chiếu. Giáo sư Hứa nghẹn ngào gật đầu, sau đó lại nhớ ra gì đó, cậu nói đôi mắt của nó như này là bởi vì trúng độc. Ừ, trước đó không nói là vì cảm thấy chẳng có tác dụng gì cả. Bây giờ nghĩ lại thì có lẽ trong này còn có điều gì đó kỳ lạ. Các anh chú ý một chút. Giọng nói của Dược Quán Tử càng ngày càng chậm. Nói tới sau đó thì đã từ từ ngã xuống. Chương 356. Giáo sư Hứa đỡ lấy ông ấy, run rẩy đưa tay ra thăm dò ở dưới mũi ông ấy. Sau đó không nói tiếng nào. Một lát sau mới nghe thấy được một tiếng thút thít. Tôi nhìn qua thì thấy Thương Thần vẫn luôn cả lơ phất lơ đang chảy nước mắt. Thấy tôi nhìn qua anh ta còn không được tự nhiên mà lau mắt. Nhìn cái gì mà nhìn, ông đây bị cát bay vào mắt. Cái cớ cấp thấp như vậy chẳng ai muốn vạch trần. Mọi người ở đây đều từng trải qua chuyện sống chết. Mặc dù trong lòng có đau buồn nhưng cũng sẽ không lộ ra ngoài. Chỉ là ai ai cũng đỏ mắt thu thập lại những chai chai lọ lọ kia của Dược Quán Tử.
sau đó thương lượng chuyện sắp xếp thi thể của ông ấy như thế nào. Tôi muốn mang anh ta về. Thương thần vừa rồi còn không được tự nhiên đột nhiên nói. Lão Yên nghe vậy thì nhìn về phía anh ta. Thương thần kiên định nói, cho dù là kéo tôi cũng phải kéo anh ta ra ngoài. Sau này sẽ có đoàn khảo cổ. Lão Yên thử khuyên anh ta một câu. Thương thần cáu kỉnh nói, ông đây không muốn nhìn thấy anh ta ở lại chỗ này thêm một giây nào nữa. Lão Yên, anh đừng nói nữa, đây là chuyện của chính tôi. Cũng được, Dược Quán Tử vốn là danh y cứu thế, thích nhất là thế giới bên ngoài cổ mộ, nếu không phải vì... Lời phía sau bị lão Yên nuốt lại, rồi sửa miệng nói, để một người có tấm lòng rộng mở như cậu ấy ở lại nơi cổ mộ âm u này quả thật là không thích hợp. Nước mắt của thương thần lại rơi xuống, anh ta không được tự nhiên vừa lau nước mắt vừa nói, đúng vậy, chính là vì ông đây, nếu không phải vì có người anh em này, anh ta cũng sẽ không vào 701. Trước tiên, nhìn xem chiếc quan tài này đi, cố gắng thoát khỏi chỗ này càng sớm thì tốt hơn. Đội trưởng Bạch bình tĩnh nói, mặc dù bà ấy cũng đỏ vành mắt, nhưng dù sao cũng không có giao tình gì với Dược Quán Tử, vì vậy cũng là người đi ra từ trong tâm trạng bi thương nhanh nhất. Lão Yên lau nước mắt, nhìn thương thần bọc thi thể của Dược Quán Tử lại, cõng ở trên lưng, lúc này mới đi tới bên cạnh quan tài. Lão Hứa, qua đây xem, thứ trên người cương thi lớn là gì đây? Lão Yên sờ trên người con cương thi, sờ ra được một khối ngọc bội. Giáo sư Hứa hơi sững sờ, Lão Yên gọi ông ấy mấy câu ông ấy mới tỉnh táo lại, nhẹ à một tiếng, sau đó đỡ lấy hai chân đứng lên, nhìn như lại già thêm mấy tuổi. Trong khoảng cách ngắn ngủi, tâm trạng của ông ấy cũng từ từ hồi phục lại, đợi khi tới bên cạnh quan tài ông ấy đã đứng được thẳng eo, lại khôi phục lại thân phận lão học giả. Ông ấy cầm ngọc bội trong tay nhẹ nhàng vuốt ve, lau bụi bặm ở mặt trên đi, sau đó dùng kính lúp xem từng chút một, một lúc lâu sau mới kinh ngạc nói, đây là Tứ Long Tăng Huy, quốc huy của nước Tăng. Lão Yên cũng kinh ngạc nói, người phụ nữ này có thân phận gì mà ngọc bội tùy thân bên người lại là cái này, anh xác định không nhìn nhầm chứ? Đúng là Tứ Long Tăng Huy, thiết kế của huy hiệu này có phong cách rất riêng, không giống với cổ văn bình thường, nó tụ hội cả vẻ đẹp của điêu khắc chữ viết và mỹ thuật vào cùng một thể. Bốn con rồng này dùng thủ pháp điêu khắc lấy âm khắc dương chia làm hai phần, rồng trong mỗi phần thoạt nhìn thì hình dáng tương tự, là ảnh ngược của nhau. Nhưng nhìn kỹ thì tư thế của các con rồng đều có chỗ khác biệt, càng hiếm có hơn chính là, cho dù đặt đúng hay là đặt ngược nó, thì đều có thể nhìn ra được chữ Tăng, là biểu tượng của hoàng tộc nước Tăng. Giáo sư Hứa giơ ngọc bội lên, miếng ngọc bội này giống như đúc với Tứ Long Tăng Huy trong truyền thuyết, tôi không thể nào nhìn nhầm được. Ban đầu đây chỉ là một chiếc quan tài mẹ con, bây giờ lại liên quan tới hoàng tộc nước Tăng. Chúng tôi nhìn nhau một cái, chỉ cảm thấy thân phận của chủ nhân mộ thất này lại càng thêm thần bí. Xem ra chúng ta đã cách chủ nhân mộ thất không xa rồi. Lão Yên nhìn chằm chằm vào Tứ Long Tăng Huy, nói nhỏ một câu. Giáo sư Hứa ừ một tiếng, trên người có huy hiệu Tứ Long Tăng Huy, lúc chôn cất lại đang mang thai. Lão Yên, chẳng lẽ ông còn đoán không ra người này là ai sao? Thật sao? Quả nhiên là cô ấy. Lão Yên dường như không thể tin được. Giáo sư Hứa cười khổ một tiếng, trừ người này ra, ông cảm thấy còn có khả năng nào khác à? Nếu đúng là cô ấy, vậy thì chủ mộ rất có thể ở gần đây. Lão Yên nhìn chằm chằm quan tài và nói, tôi nghe bọn họ nói tới nói lui nửa ngày cũng không vào được trọng điểm mới vội hỏi, cô ấy rốt cuộc là ai thế? Lão Yên liếc mắt nhìn tôi một cái, sau đó giải thích, truyền thuyết kể rằng nước Tăng có một vị công chúa, chính là chị gái của Tăng Hầu Ất. Thân là trưởng công chúa rất được kính trọng, nhưng cô ấy lại yêu một người ngoại tộc. Người ngoại tộc sao? Tôi nhìn cương thi lớn trong quan tài và cương thi nhỏ đã hóa thành một bãi nước đen, nhất thời hiểu được trong câu chuyện này còn có nhiều uẩn khúc. Lão Yên gật đầu, nói đó là một đoạn ghi chép hiếm thấy trong sử sách. Theo như lời ông ấy nói thì đoạn ghi chép này được ghi lại trên một quyển sách đã ố vàng bị đè ở dưới góc bàn. Quyển sách này là do ông ấy cùng với giáo sư Hứa tình cờ phát hiện ra, vốn cũng không để ý lắm nội dung bìa cuốn sách viết cái gì. Dù sao thì nước Tăng vốn chính là một quốc gia trong truyền thuyết không hẳn sẽ tồn tại, huống chi còn là một nước chỉ nghe qua lời đồn. Trên sách ghi lại một đoạn sự tích của trưởng công chúa nước Tăng khiến người thường không thể tưởng tượng nổi. Tuy nói nước Tăng không phải là một nước mạnh,
Nhưng tốt xấu gì cũng là một quốc gia. Với thân phận trưởng công chúa của cô ấy thì vốn là người cao quý luôn có được sự tôn trọng xứng đáng, cho đến khi cô ấy gặp được người gọi là người ngoại tộc trong miệng lão Yên. Các bạn đang nghe chuyện Bảo tàng Sơn Hải của tác giả Đạo Môn Lão Cửu tại Thư viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chuông 357. Người ngoại tộc này là người của nước Sở, địa vị không cao cũng không thấp, xem như là một tiểu chư hầu nắm giữ một phương, tên là Mễ Phi. Mặc dù nắm quyền một phương nhưng không ham mê quyền lực, cả ngày tầm hoan mua vui, ngược lại rất giống với quốc phong của nước Tăng. Nhưng mà điểm khác đó chính là Mễ Phi càng thích lưu luyến bên trong ôn nhu hương đến quên lối về. Quốc chủ của nước Tăng Tăng Hầu Ất tuy yêu thích vui chơi, nhưng lại thiên về phương diện lễ nghi âm nhạc, bởi vậy mới rất ghét Mễ Phi. Khi Mễ Phi đến nước Tăng để thăm hỏi thì ông ta không thèm gặp mặt, liền giao đối phương cho trưởng công chúa tiếp đãi. Không nghĩ tới một lần đẩy này lại làm hỏng chuyện, trưởng công chúa thường ở trong cung chưa bao giờ gặp qua người thú vị như Mễ Phi, nên đã điên cuồng muốn gả cho gã. Là trưởng công chúa, thân phận của cô ấy cùng Mễ Phi rất xứng đôi, chỉ là Tăng Hầu Ất không đồng ý, bởi vì ông ta biết rõ trưởng công chúa nếu kết hôn cùng Mễ Phi thì sẽ một mình cô độc nơi khuê phòng trống trải. Nhưng trưởng công chúa tính tình ương ngạnh, càng không cho gả thì càng muốn gả. Sau khi chiêu đãi Mễ Phi một thời gian ngắn, vào một đêm nọ cô ấy đã bỏ trốn cùng Mễ Phi. Vốn dĩ việc bỏ trốn cũng không dễ dàng như vậy, nhưng lúc ấy nước Tăng nổi lên chiến sự, căn bản không ai có tâm tư đi quản một trưởng công chúa mắc bệnh hoa, si cả, nên đã để cho cô ấy thuận lợi chạy trốn. Chớ trêu thay chính là trưởng công chúa một lòng si mê cũng chỉ khiến Mễ Phi đối xử chân thành với mình được nửa năm. Sau nửa năm đó gã lại khôi phục bản tính, phụ nữ bên cạnh gã càng ngày càng nhiều. Cô ấy là trưởng công chúa bỏ trốn khỏi đất nước mình, không quyền không thế. Dung mạo cũng vì cả ngày than thở mà dần sa sút đi, có thể nói là bị người bên cạnh Mễ Phi bắt nạt rất nhiều. Cô ấy tức giận hồi cung, lại phát hiện mình đã mang thai. Hoàng thất xảy ra tai tiếng như vậy, vốn trưởng công chúa hẳn là sống không nổi, nhưng Tăng Hầu Ất chỉ có một người chị này cho nên vẫn bảo vệ cô ấy. Tăng Hầu Ất sở dĩ có thể giữ cô ấy lại, một là bởi vì ông ta thân là quốc chủ, hai cũng là bởi vì nước Tăng vẫn đang bị vây trong chiến tranh. Buồn cười chính là trong nhóm quân đội tấn công nước Tăng còn có cả quân Sở. Trưởng công chúa vốn đã thoái chí nản lòng, nhưng sau khi có thai thì cô ấy cũng chuyên tâm dưỡng thai. Nhưng lúc sắp sinh thì có người truyền tin đến, nói trong các tướng quân dẫn binh tấn công nước Tăng có cả Mễ Phi. Cô ấy không tin nên đã lén lút đi theo nhìn, lại phát hiện vị tướng quân cao ngạo ngồi trên lưng ngựa lại chính là vị phu quân cô ấy yêu sâu đậm nhưng đã làm tổn thương trái tim cô ấy. Cô ấy hoàn toàn chết tâm, nhốt mình trong cung không đi ra ngoài nữa. Mà nước Tăng vốn có thế lực ngang bằng với quân địch, nhưng sau khi Mễ Phi gia nhập thì bắt đầu liên tiếp bại lui. Cái này như chọc tổ ong vò vẽ, tất cả mọi người đều cho rằng trong quá trình trưởng công chúa ở chung với Mễ Phi đã tiết lộ bí mật quân sự của nước Tăng, bức bách Tăng Hầu Ất giết chết trưởng công chúa để an ủi các linh hồn tướng sĩ đã hy sinh. Tăng Hầu Ất lần này không giữ được cô ấy, nhưng rốt cuộc cũng không để cho trưởng công chúa chết quá mức khó coi. Ông ta ban cho cô ấy tự vẫn, sau đó còn tìm một thầy pháp phong ấn hơi thở cuối cùng của cô ấy trong lồng ngực, hy vọng sau này cô ấy có thể sống lại. Đáng tiếc nước Tăng cuối cùng vẫn bị diệt quốc, phía sau đoán chừng đã không còn người quản trưởng công chúa nữa. Ai cũng không ngờ được sau khi cô ấy được chôn cất vậy mà còn có thể sinh hạ đứa nhỏ, mà đứa nhỏ này bị nghẹt thở đến chết ở trong quan tài, trở thành một cương thi nhỏ. Nói thật tôi cảm thấy chuyện xưa này cũng không có gì hay để kể. Dùng lời hiện tại mà nói, đây chính là một thiên kim tiểu thư nhà giàu yêu một thiếu gia bất tài vô dụng, cuối cùng lại bị thiếu gia này làm nhà tan cửa nát. Nhưng bởi vì thân phận công chúa mới khiến câu chuyện này nhiều màu sắc hơn một chút mà thôi. Nếu đã mất nước, Tăng Hầu Ất sao lại được chôn trong mộ được? So với chuyện xưa, tôi càng thêm tò mò về điểm này. Lão Yên nhún vai, ai biết được, tất cả mọi thứ về nước Tăng đều là truyền thuyết. Có một số truyền thuyết còn có ngôn luận trái ngược nhau. Rất nhiều trong số đó đều khó mà tin được, tạm thời nghe cho vui đi. Đây không phải là chuyện vui. Giáo sư Hứa nhíu mày, nghe Lão Yên nói lời vô trách nhiệm như vậy rõ ràng có chút không vui. Đội trưởng Bạch chen vào giữa hai người bọn họ, thản nhiên nói,
nơi này đã không có gì tốt để nghiên cứu, muốn nghiên cứu cũng là chuyện của đội khảo cổ, chúng ta nên đi ngay bây giờ. Nói xong bà ấy dương mắt nhìn thoáng qua Thương Thần, chỉ thấy anh ta đang cõng thi thể của Dược Quán Tử sau lưng, căn bản không nghe chúng tôi nói gì. Lão Yên ừ một tiếng, kêu tôi giúp đỡ rời quan tài ra, chỉ thấy dưới quan tài này là một hòn đá có thể hoạt động, quan tài chính là được hòn đá này đẩy lên. Đều đứng lên đi. Lão Yên ấn hòn đá, xác định sẽ không ngã xuống, lúc này mới gọi mọi người. Thương Thần vừa rồi còn ngơ ngác vừa nghe mệnh lệnh di chuyển, cơ hồ phản xạ có điều kiện liền nhảy lên hòn đá, còn không quên đưa tay đỡ thi thể của Dược Quán Tử ở trên lưng. Sau khi mọi người đứng yên, Lão Yên ngồi xổm xuống, ấn vào hòn đá, vài giây sau hòn đá phát ra tiếng ầm rồi rơi tự do xuống dưới. May mà ngoại trừ giáo sư Hứa, trên người tất cả chúng tôi đều có chút bản lĩnh, Thương Thần che chở Dược Quán Tử, tôi và Lão Yên thì bảo vệ Nha Tử vẫn đang còn hôn mê, lúc này mới không bị ngã tan tác. Chương 358. Đây là chỗ nào? Tôi đứng lên đầu tiên, phát hiện nơi chúng tôi đang đứng giống như một thư viện khổng lồ với đầy những thẻ tre. Những thẻ tre này trải qua hơn ngàn năm vẫn còn hoàn hảo, được sắp xếp chỉnh tề đặt ở trên giá nối tiếp nhau, nhìn qua cực kỳ đồ sộ. Lão Yên liền mở một cuốn thẻ tre, nhìn lướt qua rồi nói, đây là Kim Văn. Giáo sư Hứa nghe vậy liền đi tới, sau khi xác định thì gật đầu, để tôi xem. Lão Yên gật đầu nói, nơi này nhiều người như vậy cũng chỉ có ông nghiên cứu về Kim Văn, cũng chỉ có ông mới xem được. Giáo sư Hứa sắp xếp ổn thỏa cho Nha Tử xong, lúc này mới đi về phía thẻ tre. Đầu tiên chúng tôi tìm một chỗ nghỉ tạm, trải qua một trận chiến nào là trúng độc nào là đánh nhau, mọi người đều đã kiệt sức. Thương Thần từ sau khi xuống tới cũng không hề hé răng, anh ta đặt Dược Quán Tử trên mặt đất, chính mình thì ngồi ở bên cạnh ông ấy, giống như lão tăng nhập định. Thương Thần, cậu, cũng đừng quá đau buồn. Lão Yên há miệng nửa ngày, cũng chỉ nói ra được lời an ủi không có tính xây dựng như vậy. Thương Thần thậm chí còn không nâng mí mắt lên, dường như mọi thứ xung quanh đều không liên quan đến anh ta. Lão Yên nói đông nói tây nửa ngày mà không thấy anh ta có phản ứng gì. Lúc này mới nặng lời, Dược Quán Tử đi như vậy là muốn nhìn thấy bộ dạng nửa sống nửa chết này của cậu sao? Thương Thần đột nhiên ngẩng đầu, câm miệng. Cậu giống lên với tôi thì có ích gì chứ? Ai cũng biết Dược Quán Tử sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày như vậy. Hiện tại cậu ấy đi như thế này tất cả mọi người đều đau lòng. Nhưng việc chúng ta phải làm không phải là ngồi đây than khóc, mà là an toàn ra khỏi cổ mộ. Đây mới là công đạo tốt nhất đối với cậu ấy. Lão Yên cũng nổi giận. Ngày cậu mang Dược Quán Tử vào 701, không phải đã nghĩ tới rồi sao? Lời này đã hoàn toàn chọc giận Thương Thần. Anh ta đột nhiên nhảy dựng lên, nhấc chân đá chiếc kệ sang một bên. Kệ đổ sụp xuống, những thẻ tre được cất giữ hơn ngàn năm rơi ầm ầm xuống đất, dính đầy bụi bặm. Đúng là ông đây mang anh ta vào. Sớm biết anh ta vào 701 sẽ đoàn mệnh như vậy thì dù ông đây có chết cũng không lôi kéo anh ta. Thương Thần gân cổ lên quát. Anh ta rõ ràng là ngoài mạnh trong yếu, càng về sau tiếng hét đã có chút nghẹn ngào. Lão Yên thở dài, cậu sai rồi. Ông đây sai chỗ nào chứ? Thương Thần giận dữ trừng mắt nhìn Lão Yên, như muốn trút mọi oán hận trong lòng lên người ông ấy. Lão Yên vừa cười nhạt vừa nói Dược Quán Tử trước lúc chết đã nói với ông ấy rằng bản thân sống đến tận hôm nay cũng là nhờ vào những dược liệu quý của 701. Cho dù hy sinh bản thân để cứu chúng tôi thì đó cũng là sự thật không thể xóa bỏ. Cho nên việc Thương Thần đưa ông ấy vào 701 chính là một lựa chọn đúng đắn. Thương Thần túm cổ áo Lão Yên xách lên rồi nói, mẹ kiếp, đồ khốn kiếp. Lão Yên không hề tức giận mà túm ngược lấy cổ áo anh ta rồi hét lớn vào mặt. Cậu nghĩ hai người các cậu trong hoàn cảnh nghèo túng đó thì Dược Quán Tử có thể sống được bao lâu hả? Thương Thần sắp nổi giận lần nữa. Nhưng Lão Yên đã lên tiếng trước, cậu dùng súng tự chế để giết người, lại bị người ta làm cho bị thương chỉ còn thoi thóp ra đó. Dược Quán Tử đã dùng hết sở học cả đời để cứu cậu, đồng thời còn khiến cho cơ thể vốn đã rất yếu của cậu ấy còn yếu hơn nữa. Sao cậu không thừa nhận đi? Tôi... Thương Thần muốn đáp trả nhưng rõ ràng anh ta đã có chút chột dạ. Lão Yên lại tiếp tục nói, nếu không phải cậu giết người đủ tàn nhẫn, tay súng cũng tốt. Dược Quán Tử có y thuật vô song thì cậu cho rằng tôi sẽ giúp cậu xóa bỏ tội danh và cho cậu gia nhập 701 à?
Lão Yên càng nói càng tức, cuối cùng suýt nữa dí cả tay vào chóp mũi của Thương Thần. Lúc đó sức khỏe của cậu còn chưa hồi phục, Dược Quán Tử không yên lòng nên mới theo vào. Cậu có biết sau khi Dược Quán Tử vào đã sống như thế nào không? Tôi gần như đã tôn thờ cậu ấy như một vị Bồ Tát sống. Bây giờ cậu ấy xảy ra chuyện cậu lại quay sang trách 701. Để tôi nói cho cậu biết, cậu trách tôi cũng được, nhưng tuyệt đối không thể nói xấu sứ mệnh cao cả của 701 và quốc gia. Tôi thực sự khó chịu khi thấy Lão Yên tranh cãi với Thương Thần, bởi vì khi nói mấy lời này tay ông ấy đã run rẩy, chứng tỏ ông ấy không hề muốn nói những lời này một chút nào. Đó có thể là để chọc tức Thương Thần, bởi vì vẻ ngoài đờ đẫn của anh ta thực sự rất đáng lo. Thương Thần vô cùng tức giận khi nghe những lời của Lão Yên, nhưng vì lời của ông ấy đều có lý nên anh ta chẳng biết phải phản bác lại như thế nào, đành yên lặng một lúc, sau đó mới ngồi thụp xuống, ôm mặt khóc. Nhìn thấy anh ta như vậy, chúng tôi cũng rất khó chịu. Anh ta là một người dù đổ máu cũng không rơi nước mắt, nhưng bây giờ lại khóc như một đứa trẻ bất lực. Anh và Dược Quán Tử, tôi thực sự không thể không hỏi được. Bởi vì tính cách của anh ta và Dược Quán Tử hoàn toàn trái ngược nhau nên có vẻ như họ không thích hợp để chơi cùng. Nhưng hiện tại dường như mối quan hệ của họ rất tốt. Thương Thần vừa nghe tôi hỏi xong, anh ta dừng lại một lúc rồi nói, chắc cậu cũng cảm thấy kỳ lạ phải không? Hai người chúng tôi có khác biệt lớn như vậy lại có thể trở thành anh em được đúng không? Tôi mỉm cười, Thương Thần cũng cười theo, nhưng theo tôi thấy thì nụ cười của anh ta còn xấu hơn cả khóc. Chúng tôi lớn lên cùng nhau. Thương Thần nói, nhà của Dược Quán Tử và nhà tôi vốn là thế giao, nhưng gia đình anh ta nhiều đời làm nghề y. Đến thế hệ này thì xuất hiện một thần y là anh ta. Các bạn đang nghe chuyện Bảo tàng Sơn Hải của tác giả Đạo Môn Lão Cửu tại Thư viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 359. Anh ta từ khi còn nhỏ đã là một thần đồng rồi. Đối với tôi những quyển sách thuốc chính là sách trời, nhưng anh ta có trí nhớ tốt, đã đọc qua thì không quên được. Chỉ sau vài lần vận dụng anh ta đã có thể suy luận từ một gia ba và được gia tộc trọng dụng. Mà nhà tôi thì có xuất thân từ thổ phỉ, chẳng có gì ngoài tính tình nóng nảy bốc đồng. Vì nhà ở gần nhau nên tôi mới may mắn trở thành bạn chơi của anh ta. Khi đó, Thương Thần còn trẻ, còn chưa có được bản lĩnh như bây giờ nên thường xuyên bị những người xung quanh bắt nạt vì có xuất thân không tốt, và từ đó anh ta cũng chậm rãi học được cách đánh nhau. Sau khi đánh nhau và bị thương, anh ta luôn tìm đến Dược Quán Tử, nhờ ông ấy lấy cho anh ta một ít thuốc để dùng. Cũng không biết khi đó Dược Quán Tử có ý định dùng Thương Thần để làm thí nghiệm về y thuật hay không. Mỗi khi Thương Thần đến gặp ông ấy đều vô cùng kiên nhẫn, đồng thời lấy những thứ mà ông ấy đã nghiên cứu ra dùng hết lên người Thương Thần. Vậy mà y thuật của ông ấy lại có bước tiến nhảy vọt. Theo thời gian trôi qua, Thương Thần đã chuyển từ người bị bắt nạt sang bắt nạt người khác. Anh ta vốn rất khỏe, ban đầu cũng không dám đánh nhau với người khác, thậm chí anh ta còn tự ti về xuất thân của mình. Tuy nhiên càng về sau anh ta càng mặt dày hơn, bởi vì anh ta cảm thấy tổ tiên nhà mình cũng không có làm gì phải mất mặt xấu hổ cả, nên anh ta càng tự tin đánh nhau với người khác, rèn luyện cơ thể thành mình đồng da sắt, thậm chí còn nhờ cha mình dạy cách bắn súng. Sau khi học bắn súng, anh ta đã dần bộc lộ ra tài năng của mình. Cái gọi là tuyệt học của cha anh ta cũng không đủ để dạy anh ta. Tình cờ anh ta gặp được một người thầy giỏi và học được một thân bản lĩnh. Nhưng người thầy này đã gặp phải một đám cướp và bị chúng giết chết một cách dã man bởi vì tuyệt học của thầy anh ta. Đương nhiên thầy anh ta không hề muốn dạy những người này, nên cuối cùng rơi vào kết cục bị bọn chúng ngũ mã phanh thây. Từ đó, Thương Thần đã rời bỏ quê nhà. Anh ta không muốn nói cho Dược Quán Tử biết việc mình muốn báo thù, cũng không biết là mình có thể sống sót trở về hay không. Anh ta cũng không ngu ngốc lao thẳng vào xào huyệt của bọn cướp đó. Ngược lại, anh ta đợi ở bên ngoài nửa năm, đợi đến khi tên thủ lĩnh của bọn cướp ra ngoài một mình thì anh ta mới bắn một phát giết chết gã, rồi sau đó lần lượt đánh tan đám cướp này, trên tay cũng dính ba mạng người. Nhưng lúc đó anh ta còn trẻ, dù có kiên nhẫn đến mấy thì cũng có lúc bốc đồng. Sau khi thủ lĩnh đám cướp chết thì anh ta đã nới lỏng cảnh giác, cuối cùng bị hơn chục tên cướp còn lại bao vây. Dù cho anh ta có dựa vào tài bắn súng xuất sắc của mình để chạy trốn, thì cũng chỉ còn lại một hơi. Lúc tôi ngã xuống thì Dược Quán Tử xuất hiện. Cũng không biết
có phải từ đầu anh ta đã biết tung tích của tôi hay chỉ là trùng hợp. Dù sao thì chính anh ta cũng đã cướp tôi từ trong tay thần chết, nhưng vì cứu tôi nên anh ta cũng bị truy đuổi. Ha ha, Dược Quán Tử từ trước tới giờ sức khỏe đã kém, bây giờ còn tệ hơn nữa. Thương Thần cười khổ. Lão Yên biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Thần thương cho dù được chữa khỏi thì cũng vô dụng. Trên tay anh ta đã dính mạng người. Nếu bị bắt nhất định sẽ bị xử bắn. Lúc ấy bọn họ trốn trong rừng sâu núi thẳm. Có Dược Quán Tử bên cạnh bọn họ không sợ chết đói. Chỉ là mỗi ngày đều trôi qua trong lo lắng bất an. Lúc đó Lão Yên đang tìm manh mối của đội trưởng Bạch trong một ngôi mộ gần đó thì gặp phải bọn họ. Sau khi nghe kể về hoàn cảnh của bọn họ thì Lão Yên đã cho bọn họ một cơ hội. Những tên cướp kia vốn dĩ đáng chết, cho nên tôi sẽ giúp hai người xóa bỏ thân phận, trực tiếp sử dụng mật danh tiến vào 701. Cho dù người khác có tra thế nào cũng không thể tra ra được trên đầu chúng ta. Cho nên, Lão Yên giải thích, nhưng mà trên tay của Dược Quán Tử rất sạch sẽ. Ông ấy đi theo đơn giản là vì lúc đó mặc dù Thương Thần đã được cứu nhưng mạng sống của anh ta vẫn đang ngàn cân treo sợi tóc. Khó trách Thương Thần lại nói nếu không vì anh ta thì Dược Quán Tử căn bản sẽ không chết. Tôi nhìn về phía thi thể Dược Quán Tử ở bên cạnh, cảm thấy Thương Thần nói không sai. Nếu như không vào 701, ông ấy chắc chắn sẽ là một thần y giúp đỡ người trong thiên hạ. Cho dù có đoạn mệnh thì cũng sẽ được người trong thiên hạ kính trọng thay vì chết một cách lặng lẽ trong mộ cổ tối tăm này. Thậm chí ngay cả thân phận của mình cũng không thể có. Lão Yên, có được không? Thương Thần đột nhiên hỏi một câu. Lão Yên lắc đầu, không thể được. Dược Quán Tử chỉ được chôn cất một cách vô danh thôi. Thậm chí cũng không thể lập bia cho cậu ấy. Thương Thần cậu đã vào 701 lâu rồi thì phải hiểu quy củ. Thương Thần cúi đầu xuống rồi lại im lặng. Nhưng lần này không còn vô hồn như trước nữa, có lẽ là do tất cả sự bực bội trong lòng đã được phát tiết ra ngoài. Giáo sư Hứa ở một bên không biết đã xem xong thẻ tre từ lúc nào, thấy chúng tôi ở bên này không nói chuyện với nhau nữa, lúc này mới đi tới. Phần lớn thẻ tre ở đây đều ghi lại cuộc sống hàng ngày của Tăng Hầu Ất, cùng một vài giả sử linh tinh khác. Chương 360. Ông ta say mê việc nghiên cứu lễ nghi và âm nhạc, giúp cho cả nước Thái Bình thịnh trị, an phận ở yên một góc trong bối cảnh đầy xung đột. Nhưng cuối cùng nó không thể thắng được dã tâm của những kẻ khác, toàn bộ quốc gia đều bị diệt vong. Còn có một số, giáo sư Hứa hơi kích động, còn có một số thẻ tre ghi lại lịch sử nước Tăng. Tuy rằng chỉ ngắn ngủi vài quyển nhưng nội dung lại vô cùng phong phú, một mình tôi không dịch hết được, chờ đội khảo cổ vào đi. Không dịch được sao? Lão Yên nhíu mày. Giáo sư Hứa gật đầu, mặc dù đều là kim văn, nhưng vẫn có một số khác biệt. Những ghi chép lịch sử kia không biết vì sao lại dùng chữ phức tạp hơn. Có lẽ đây cũng là nguyên nhân khiến lịch sử nước Tăng vẫn luôn là một tồn tại bí ẩn. Làm ký hiệu đi, lúc khai quật phải cẩn thận. Thẻ tre này có giá trị khảo cổ quý giá nên không thể bị tổn hại. Lão Yên nói. Giáo sư Hứa mỉm cười. Nói rằng ông ấy đã làm xong, ở chỗ quan trọng như thế này thì ông ấy nhất định sẽ cực kỳ cẩn thận. Vậy chúng ta tiếp tục đi về phía trước à? Tôi hỏi một câu, người trả lời tôi là đội trưởng Bạch, bà ấy nói hiếm khi có một mộ thất không có nguy hiểm. Chúng tôi nên ở chỗ này nghỉ ngơi một lúc cho đến khi nha tử tỉnh lại. Bà ấy nói cũng có lý, sau khi tiến vào mộ chúng tôi gần như không ngừng đi về phía trước, quả thực cũng nên nghỉ ngơi một chút. Sao nha tử vẫn còn chưa tỉnh? Nói đến nha tử, vẻ mặt hưng phấn khi phát hiện ra thẻ tre của giáo sư Hứa cũng dần phai đi. Ông ấy ngồi xổm xuống bên cạnh nha tử, lo lắng hỏi. Lão Yên an ủi, không có việc gì đâu. Cho đến bây giờ Dược Quán Tử đã ra tay thì chưa từng phạm sai lầm. Khi nha tử tỉnh lại, nhất định sẽ khác trước. Đúng vậy, nếu đôi mắt của anh ta khôi phục lại trạng thái ban đầu thì chắc chắn sẽ có những thay đổi lớn. Thầy, ngay khi chúng tôi đang lo lắng, nha tử khẽ kêu lên một tiếng. Tôi vội vàng nhìn về phía anh ta, nhưng mắt của anh ta cũng không hề mở ra mà ngược lại nước mắt chảy ra từ khóe mắt. Giáo sư Hứa sợ tới mức vội hỏi anh ta làm sao vậy. Nha tử mấp máy môi, hồi lâu mới nói. Dược Quán Tử, thế nào rồi? Chúng tôi kinh ngạc, dựa theo lời này thì rõ ràng anh ta biết Dược Quán Tử đã xảy ra chuyện. Nói cách khác anh ta cũng biết Dược Quán Tử bởi vì cứu anh ta đã lao lực quá độ mà chết. Cậu ấy đi rồi. Cuối cùng vẫn là giáo sư Hứa mở miệng.
Nha tử, con đừng, thầy đừng nói nữa. Nha tử ngắt lời giáo sư Hứa, sau đó chậm rãi mở mắt. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy đôi mắt sáng ngời như vậy, nhưng tôi cũng không ngờ đây cũng là lần cuối cùng, bởi vì nha tử lại đeo kính râm vào, từ đó về sau không bao giờ muốn tháo xuống nữa. Giáo sư Hứa thở dài, cũng không biết nên khuyên nhủ nha tử như thế nào, chỉ có thể nắm chặt tay anh ta, đỏ mắt không nói lời nào. Ngược lại nha tử mở miệng nói, Trường An, đỡ tôi qua xem một chút. Nha tử được tôi đỡ đến bên cạnh dược quán tử, anh ta chậm rãi quỳ xuống, hai hàng nước mắt từ phía sau kính râm chảy xuống. Thương thần quay đầu đi không nhìn nha tử, tôi có thể nhìn ra nếu như có thể thì anh ta nhất định sẽ đánh nha tử một trận. Nhưng hết lần này tới lần khác tình huống cơ thể hiện tại của nha tử không cho phép, anh ta cũng chỉ có thể nhịn xuống. Dược quán tử, kỳ thật ông không cần cứu tôi. Nha tử nhẹ giọng nói, nếu như tôi không cậy mạnh thì tốt rồi. Tôi lắc đầu, anh không tính là cậy mạnh đâu. Nếu như không có anh thì không chỉ một mình dược quán tử mà chúng tôi đều phải chết ở nơi đó. Chính anh đã cho chúng tôi có thêm thời gian để nghiên cứu thuốc giải. Nha tử mỉm cười. Anh ta vốn là người vui vẻ lạc quan trong nháy mắt đã yên lặng. Cho dù đeo kính râm cũng không thể che giấu được sự lạnh lùng trên người. Chuyện mà giáo sư Hứa và lão Yên lo lắng rốt cuộc vẫn xảy ra. Không phải bởi vì anh ta bùng nổ quá nhiều, mà là lấy phương thức bi ai này. Đi thôi, chúng ta phải sớm đưa ông ấy ra ngoài. Nha tử chống đỡ đứng lên. Tôi muốn nói thêm gì đó, nhưng lại cảm thấy có nói gì cũng là dư thừa. Trải qua chuyện như vậy, ai cũng không thể trả lại một nha tử vô tâm vô phế giống như trước kia nữa. Lão Yên vỗ vai nha tử, cũng không nói thêm gì, liền dẫn đầu đi vào trong lối đi nối liền với phòng chứa thẻ tre. Nha tử đi theo phía sau ông ấy, bóng tối của lối đi bao phủ lên người anh ta. Trong nháy mắt đó tôi cảm thấy nha tử sẽ bị bóng tối nuốt chừng. Tôi nhìn bóng lưng nha tử thật lâu mới phục hồi tinh thần trong tiếng gọi của đội trưởng Bạch. Đi thôi, vào ngành này sớm muộn gì cũng phải đối mặt với sinh tử. Đội trưởng Bạch thản nhiên nói. Nhưng tôi biết đây cũng là kinh nghiệm mà bà ấy đã trải qua rất nhiều mới có được. Bởi vì từ trong hốc mắt đỏ hoe của bà ấy có thể nhìn ra. Chuyện như vậy bà ấy cũng không muốn thấy. Nhưng đây cũng là số mệnh của 701. Tôi may mắn hơn nha tử. Chứng kiến cái chết quá sớm khiến trái tim tôi cứng rắn hơn một chút. Cho dù tôi cũng rất buồn về cái chết của dược quán tử. Nhưng chung quy cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Sau khi cảm khái xong, tất cả chúng tôi đều tiến vào lối đi. Thương thần trên lưng cõng theo dược quán tử đi cuối cùng. Tôi và đội trưởng Bạch đi ở chính giữa. Phía trước là nhóm người lão Yên. Giáo sư Hứa đâu? Tôi lập tức cảm thấy có gì đó không ổn. Vừa rồi tôi chỉ lo cảm khái mà không chú ý. Còn có một người nữa chưa đi vào. Nhưng nhìn những người khác cũng là vẻ mặt mờ mịt. Tôi thầm nghĩ không ổn. Vội vàng quay đầu chuẩn bị lui về tìm giáo sư Hứa. Nhưng vừa quay đầu lại tôi liền thấy giáo sư Hứa đang đi theo sau thương thần. Vẻ mặt có chút đờ đẫn. Đoán chừng là bị sự thay đổi của nha tử kích thích. Cho nên ông ấy cũng không chú ý tới lời nói của tôi. Các bạn vừa nghe xong tập 36 của bộ truyện Bảo tàng Sơn Hải của tác giả Đạo Môn Lão Cửu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.